Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó thì chúng ta đã bắt đầu bước vào cuối tuần này và chúng ta đã thấy được là giá của BTC đó thì vẫn tốt. Và hôm nay Thuận sẽ không có dành thời gian để mà chia sẻ những cái uh, tin tức mới với các bạn mà Thuận sẽ dành thời gian để mà chia sẻ một câu chuyện với các bạn. Đây là một câu chuyện đầu tư mà câu chuyện này đó là không phải chỉ áp dụng với crypto mà chúng ta có thể áp dụng với rất nhiều những cái mảng đầu tư khác nhau mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn. Thì câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ với các bạn nó là liên quan đến một trong những câu nói mà các bạn thường hay nghe trong thị trường đầu tư. Đó chính là tổng thời gian trong thị trường quan trọng hơn thời điểm vào thị trường. Thì nếu như chúng ta chỉ lấy cái câu nói này ra mà không giải thích đó, thì nhiều bạn sẽ thấy khó hiểu là tại sao lại nói là tổng thời gian vào thị trường không quan trọng vào tổng thời gian trong thị trường. Trong khi mà thời điểm ra vào rất quan trọng, ai cũng muốn là mua đỉnh bán đáy, ai cũng muốn là mua thấp bán cao thì tại sao lại nói là cái thời điểm và thị trường không quan trọng thì đây tôi chia sẻ với các bạn thì câu chuyện này đó là chúng ta trước hết sẽ xoay quanh ba người thì đây là câu chuyện được chia sẻ bởi Ken Fisher người sáng lập nhà Fisher Investments đã viết một bài phân tích trên tờ báo USA Today về tầm quan trọng của tổng thời gian trong thị trường so với việc cố gắng tính toán thời điểm thích hợp để vào thị trường thì đầu tư và chỉ thấy thị trường tăng mà không cần phải trải qua thời gian thị trường xuống là điều tưởng tượng của nhiều người Ai mà không muốn bỏ qua cái thời điểm khó khăn như là đầu năm 2022 và năm 2018 và cuối năm 2015 hoặc là nguyên cả năm 2008 khi mà chúng ta bước vào suy thoái tài chính nhưng mà điều đó đó là điều đương nhiên là không thể ngay cả những nhà đầu tư giỏi nhất cũng có thể sai 1 phần 3 dự tính của mình các bạn thấy được là cái phần sai sót rất là lớn chứ không phải ai cũng đoán đúng hoài được đâu nhưng mà không sao các bạn không cần phải tính chính xác thời gian để có thể kiếm được lợi nhuận từ đầu tư vì tổng thời gian trên thị trường quan trọng hơn lựa chọn thời điểm ra vào thị trường vì bạn có thể là đoán sai thời điểm và để hiểu hơn nữa chúng ta hãy xem xét ba ví dụ bên dưới của ba người Andrew, Ben và Charlie thì mỗi người đã có 10.000 đô mỗi năm để đầu tư vào thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ từ năm 1977 đến năm 2018 Khoảng thời gian này đó bao gồm đương nhiên là thị trường bô và thị trường bear, thị trường tăng trưởng và thị trường giảm xuống. Chúng ta có khung quản tài chính, suy thoái tài chính cũng như có những năm thị trường tăng mạnh. Thì đây là khoảng thời gian bao gồm rất nhiều à, những cái sự lên xuống trên thị trường. Thì cả ba người này đó đều mua chỉ số S&P 500 đại diện cho chứng khoán của Hoa Kỳ cho nó dễ hiểu. Thì để dễ hiểu hơn đó, chúng ta sẽ cho ba bạn này một cái biệt danh. Thứ nhất đó là Andrew Thiên Tài, thứ hai là Ben Xui Xẻo và thứ ba đó chính là Charlie Bình Thường. Thì chúng ta bắt đầu từ Andrew thiên tài đi Tại sao lại gọi là Andrew thiên tài Tại vì đây là một người mà có kỹ năng thiên phú Có thể chính xác bắt đáy hàng năm Và kiếm được phần trăm hoàn hảo mỗi năm Nghĩa là một năm đó đó Bất cứ năm nào từ thời điểm năm 1977 đến năm 2018 đó Thì bất cứ năm nào Andrew cũng có thể tính toán được là 10.000 đô đó Thời điểm nào là tốt nhất để vào thị trường Và lúc nào cũng mua đúng cái mức thấp nhất của năm đó Để có được lợi nhuận cao nhất cho mỗi năm Thứ hai là Ben Xui Xẻo, đây là người mà rất kém may mắn đầu tư đúng đỉnh của mỗi năm luôn nghĩa là năm nào cũng vậy Ben tính toán cho đã rồi sau đó Ben khi mà bắt đầu mua thì lại mua ngay cái đỉnh của năm đó và bỏ lợi nhiều lợi nhuận Charlie bình thường đó là một người mà thông minh nhưng mà biết mình không có khả năng để mà đoán định hay là bắt đáy và quyết định là không cần phải nhức đầu mỗi năm đó thì ngày đầu tiên của mỗi năm khi mà thị trường mở cửa sẽ mua hết 10.000 đô mỗi năm thì tu nhanh đến tháng 6 năm 2018 tổng số tiền đầu tư của mỗi người đó là 410.000 đô thì kết quả ra sao? Kết quả đó là Andrew thiên tài với tư duy bắt đáy đã kiếm được lợi nhuận trung bình hàng năm là 11.4% tại vì mỗi năm là 10.000 đô thì sau một thời gian dài tới tháng 6 năm 2018 thì Andrew đã có lợi nhuận là 11.4% mỗi năm và có tổng cộng là 8.2 triệu USD. Charlie bình thường đó thì cũng rất tốt với lợi nhuận trung bình hàng năm đó là 11.1 thì Charlie đó thì các bạn đã biết là không có tính toán thời gian vào là lúc nào hàng năm cứ là tới đầu năm là mua thì cái phần trăm lợi nhuận đó trung bình thấp hơn là Andrew là 11.1 so với 11.4 và có cái tổng số tiền là từ 410.000 đầu tư đó mỗi năm 10.000 đô đã có là 7.8 triệu USD Thua Andrew một chút chứ không phải là nhiều, thua khoảng chừng là 300.000 mà thôi Nhưng mà Ben xui xẻo đó thì uh, tuy là năm nào cũng mua đúng đỉnh như là mỗi năm 10.000 đô đó mua ngay đỉnh À, nhưng mà vẫn có lợi nhuận trung bình hàng năm là 10,8% và có tổng cộng là 6,7 triệu đô la sau thời gian đầu tư cùng với lại Charlie và Andrew. Tuy không tệ nhưng mà so với Charlie đó, một người bình thường chỉ biết mua ngày đầu tiên của mỗi năm thì lại thua xa. Đây là cái giá các bạn phải trả khi mà đón sai thời điểm. Ví dụ này đó cho chúng ta thấy được là chỉ cần chọn đúng tài sản đây là điều quan trọng nhất các bạn không muốn chọn sai tài sản nhưng mà nếu chọn đúng tài sản đó mà các bạn tin tưởng và các bạn có sự nhẫn nại chung mình giá đó thì thời gian là lợi thế lớn nhất của một nhà đầu tư. Gặp câu chuyện này đó thì đương nhiên ai cũng muốn là Andrew thiên tài Tại vì Andrew là người có thể là đoán được cái mức thấp nhất hàng năm là mức nào và mua ngay cái đấy của hàng năm Nhưng mà đương nhiên chuyện mà ai cũng có thể trở thành Andrew là điều không thể Tại vì không có ai có thể biết được tương lai và có thể đoán chính xác 100% được Các bạn cũng mới vừa thay thường chia sẻ đó là ước tính là những người mà giỏi nhất cũng đoán sai 1 phần 3 dự đoán của mình và khi bạn cố gắng trở thành Andrew thiên tài thì bạn cũng sẽ tăng nguy cơ trở thành Ben xui xẻo hoặc là tệ hơn, càng phức tạp hóa đầu tư đó thì các bạn càng có nhiều khả năng phạm lỗi. Thì tâm lý chung đó là mọi người đều FOMO mua khi giá tăng và tháo chạy khi mà giá giảm. Thì các bạn nghĩ là có bao nhiêu người FOMO mua Bitcoin khi mà giá giảm từ 20.000 về 3.000 đô năm 2018? không có bao nhiêu người đâu Thường nhớ lúc đó đó là thị trường rất là ảm đạm Lúc đó chia sẻ video cũng ít ai xem Thì lúc đó Thường vẫn tiếp tục chung mình giá Như là một số bạn theo dõi kênh lúc đó Nó cũng rất là kiên trì chung mình giá Và cũng đã có được cái phần thưởng xứng đáng Khi mà giá tăng trở lại Nhưng mà lúc đó là lúc mà mọi người tháo chạy Hay là lúc mà khôi đó trở về 5.000 đô Tháng 3 của năm 2020 Khi mà dịch bệnh bắt đầu bụng nổ đó Thì ai cũng bán tất cả tài sản Và ai cũng nói chạy đi đừng mua BTC Thì lúc đó đâu có mấy ai FOMO vào đâu cũng như là biết bao nhiêu người tháo chạy năm 2008 khi mà giá cổ phiếu xuống, mấy ai dám mua. Thực thật đó là khi ai cũng tháo chạy lại là thời điểm tốt để mà mua, nhưng con người đó thường hay làm ngược lại, khi mà giá tăng đó là lúc mọi người vui lên, không thấy nhộn nhịp, ai ai cũng muốn mua, nhưng đó là thường là cái lúc gần đỉnh. Cho nên nhiều người đó mà các bạn hay gặp bên ngoài đó đều nói là đầu tư mà lúc nào cũng đu đỉnh tại vì phần lớn là họ vào khi thị trường đang hưng phấn chứ không phải là lúc đang ảm đạm nhưng tổng thời gian sẽ cho các bạn cơ hội tốt hơn là tính toán thời gian ra vào thị trường tại sao chúng ta hãy xem xét hai ví dụ nữa david và eddie thì David đó, đầu tư 10.000 đô vào cổ phiếu Hoa Kỳ mỗi năm bắt đầu từ năm 1977 thì giống như là ben xui xẻo đó David cứ luôn mua mức cao nhất của thị trường hàng năm và sau đó đó David ngừng đầu tư sau 10 năm và tiếp tục giữ khoản đầu tư S&P 500 của mình nghĩa là David đó, đầu tư liên tục 10 năm lúc nào cũng mua ngay đỉnh hàng năm hết nhưng mà sau đó đó 10 năm lại ngừng và vẫn tiếp tục giữ số đầu tư đó mà không có bán đi trong khi đó đó thì Eddie muốn hưởng thụ nên trì hoãn đầu tư 10 năm. Mãi đến năm 1987 đó thì Eddie mới bắt đầu đầu tư 10.000 đô mỗi năm. Tuy nhiên Eddie giống như là Andrew thiên tài, người này rất giỏi có thể là bắt đúng đáy hàng năm và không giống như David Andrew đó không ngưng ở 10 năm và tiếp tục đầu tư trung bình giá 10.000 đô mỗi năm cho đến năm 2018. Thì nghe tới đây đây các bạn nghĩ là kết quả sẽ ra sao Tôi nghĩ là nhiều bạn đó sẽ nghĩ đơn giản là Eddie thì có thể là bắt đáy được giỏi như là một thiên tài Và đầu tư thời gian lâu hơn thì đương nhiên khả năng đó là Eddie sẽ có nhiều tiền hơn Nhưng mà ngược lại đó chúng ta nhìn vào lịch sử của S&P 500 ở Hoa Kỳ Thì lịch sử cho thấy đó là cho dù là David kém may mắn hơn Đầu tư ít tiền hơn nhưng mà David đã biến 100.000 đô của mình Tại vì đầu tư tổng cộng là 10 năm, mỗi năm 10.000 đô thành tổng cộng là 216.576 đô sau 10 năm. Lúc đó đó là cái lúc mà Eddie đầu tư 10.000 đô đầu tiên của mình. Tại vì các bạn đã nhớ là Eddie chờ 10 năm sau mới đầu tư. Thì David đó khởi đầu sớm hơn và vào tháng 6 năm 2018 đó David đã có 5 triệu đô USD. Trong khi mà Eddie chỉ có khoảng là 2,1 triệu đô la mà thôi Có nghĩa là sau một thời gian đó mặc dù là Eddie giỏi hơn Mặc dù là Eddie đầu tư thời gian dài hơn Nhưng mà David lại có nhiều tiền hơn là Eddie Hơn gấp hai lần Từ tăng trưởng theo thời gian đó và quy luật lãi kép Để giúp cho David kém may mắn có lợi nhuận cao hơn gấp đôi Eddie thiên tài nhưng lại trì hoãn đầu tư của mình các bạn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ lại đi Nhưng mà sự thật đó là nhiều nhà đầu tư đã rời bỏ cổ phiếu sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và tránh xa đầu tư trong nhiều năm cũng như là nhiều người đã rời bỏ crypto năm 2018 và nhiều người vẫn chưa quay trở lại làm uổng phí nhiều thời gian. Tuy nhiên, kể từ ngày 9 tháng 3 năm 2009 đến năm 2018, trong vòng 10 năm, chứng khoán của Hoa Kỳ đã tăng 419%. Nếu như bạn đu đỉnh năm 2008 đó thì đến năm 2018 đó các bạn vẫn có cái phần trăm tăng trưởng là 132%. Điều này cho thấy đó là bạn không cần phải là một thiên tài đầu tư để có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường này. Hãy nhớ những ví dụ này vào lần tới khi mà thị trường ảm đạm và bạn muốn rời bỏ hoặc là lần tiếp theo thì bạn có tiền mặt và bạn đang chờ để đầu tư thì đây đó là câu chuyện được chia sẻ bởi Ken Fisher nhưng mà đây là câu chuyện dựa theo dữ liệu thật thì thằng chia sẻ câu chuyện này đây là có một uh, vài lý do thứ nhất đó là không phải thằng chia sẻ là như mà nào mà trì khoảng đầu tư đã 10 năm hay là hơn 10 năm nên thì cảm thấy là không được vui khi mà nghe cái ví dụ này cá mình thường muốn chia sẻ đó là bất cứ ở thời điểm nào bất cứ các bạn bao nhiêu tuổi cái mà các bạn đánh đổi khi mà các bạn tiếp tục trì hoãn đầu tư đó chính là cái phần lợi nhuận lãi kép rất là lớn tại vì thời gian và lãi kép đó chính là cái công thức để các bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền trong bất kỳ một lĩnh vực đầu tư nào không nói riêng là crypto thứ hai nữa đó là cái tầm quan trọng của cái sự nhẫn nại khi mà các bạn nghe rất nhiều người nói là đầu tư đó chứng khoán hay là các bạn đầu tư bất cứ lĩnh vực nào crypto thì lúc nào cũng lỗ thì chuyện này đó toàn là lừa đảo cuối cùng chúng ta đã nhận ra được nhưng mà không phải đâu các bạn tại vì đó một trong những cái yếu tố quan trọng đó chính là cái sự kiên trì và có thời gian và có lòng tin thì đây không phải là ai cũng có đâu trong tất cả những lĩnh vực trong cuộc sống các bạn thấy được là cái sự kiên trì có lòng tin và chọn đúng con đường đó là yếu tố quan trọng nhất cho bất cứ một lĩnh vực nào trong khi mà các bạn nói tới là những cái lĩnh vực như là công an việc làm hay là gia đình cũng như vậy chúng ta cần sự kiên trì và chúng ta cần một quy định hướng đúng và thứ ba nữa đó tuy là cái ví dụ này đó được chia sẻ dựa theo dữ liệu chứng khoán của hoa kỳ nhưng mà các bạn có thể áp dụng cái ví dụ này với bất cứ một cái tài sản nào mà tăng trưởng theo thời gian đương nhiên trong đó có Bitcoin rồi và đương nhiên đây không phải là chỉ là một câu chuyện dựa theo Ken Fisher mà đây là câu chuyện dựa theo tài liệu thật sự của chính Hoa Kỳ và cũng có nhiều bài viết đó cũng đã viết về cái khái niệm này giống như là bài này được chia sẻ bởi Joe Financial thì đưa ra ba cái lý do tại sao mà đối với một người bình thường đó thì tổng thời gian trong thị trường sẽ đem lại cái lợi nhuận tốt hơn là các bạn cố gắng tính toán thời điểm vào thị trường. Tại sao? Thì đầu tiên hết đó, đó chính là không ai có thể biết được tương lai đâu tại vì người giỏi nhất vẫn có thể đón sai và khi các bạn đón sai thì các bạn phải trả giá. Thứ hai nữa đó là khi các bạn đón sai thì các bạn sẽ bị tâm lý ảnh hưởng rất là nhiều. Giống như chúng ta nhìn vào chứng khoán Hoa Kỳ S&P 500 đó, từ năm 1950 thì các bạn thấy được là từ thời điểm đó tới bây giờ đã có rất nhiều năm trong vòng một năm thôi là chỉ số S&P 500 có thể lên tới 47% và cũng có những năm trong vòng một năm thôi chỉ số S&P 500 có thể xuống 39%. Nếu như các bạn không may mắn đó các bạn vào thị trường chứng khoán vào năm 2008 mà các bạn cố gắng để mà tính toán thời điểm vào thì các bạn vẫn sẽ bị lộ 39% và khi mà điều đó xảy ra các bạn sẽ rất khó để mà quản lý tâm lý của mình đương nhiên tham lam và sợ hãi đó các bạn sẽ rất khó để quản lý được và các bạn sẽ dẫn đến nhiều quyết định sai lầm hơn nữa nhưng mà nếu các bạn có thời gian dài hơn đó các bạn nhìn vào khoảng thời gian từ năm 1950 tới năm 2007 đó và các bạn chỉ nhìn vào mỗi thời điểm là 5 năm mà thôi nghĩa là 5 năm trong cái phạm vi từ 1950 đến 2007 đó thì mỗi 5 năm bất cứ năm năm nào các bạn chọn đó thì các bạn sẽ thấy được là cái phần trăm lợi nhuận của chỉ số S&P 500 đó là, là nó từ là âm 3% cho đến tăng 28% trong bất cứ cái khoảng thời gian 5 năm nào cho dù được các bạn lựa chọn sai đi lựa chọn 5 năm mà 5 năm đó đó là 5 năm tệ nhất có nghĩa là các bạn sẽ thấy được là nó sẽ giảm 3% thì giảm 3% vẫn sẽ dễ dàng để các bạn chấp nhận hơn là khi các bạn cảm thấy được là tài sản của mình bốc hơi 39% khi mà các bạn cố gắng lựa chọn một năm nào đó để vào cho phù hợp khả năng thì các bạn sẽ có thể có được lợi nhuận cao hơn và tăng trưởng dài hạn nó sẽ so dịu cái sự dao động ngắn hạn và đương nhiên điều này đó cũng tương tự khi mà chúng ta nhìn vào một tài liệu đó thường chia sẻ gần đây với các bạn cái bảng Thống kê giá cả của BTC ngày 8 tháng 10 của hàng năm từ năm 2011 đến năm 2022 thì cũng như vậy bất cứ một thời điểm nào các bạn cũng có thể vào và sau đó thấy tài sản của mình chia đôi nhưng mà nhìn dài hạn hơn đó mỗi một lần mà các bạn nhìn khoảng thời gian là từ 4 năm trở lên thì chúng ta sẽ thấy được là nó đơn giản hơn rất là nhiều và miễn là các bạn có lòng tin và một mảng đầu tư nào đó sẽ tăng dài hạn thì đầu tư dài hạn đó các bạn sẽ cảm thấy được là cái sự dao động hàng ngày hàng tháng nó sẽ không còn quan trọng nữa và đương nhiên điều thứ ba được nói tới đây đó là những người mà đầu tư ngắn hạn thì các bạn cũng sẽ phải trả cái giá đắt hơn thì các bạn mua bán liên tục thì đương nhiên sẽ phải trả cái phí giao dịch rồi và một cái ví dụ khác thì các bạn có thể hình dung được đó là khi mà các bạn ra vào thị trường liên tục hay là các bạn chờ đợi để mà đầu tư đó thì các bạn có thể mất đi một cái lợi nhuận rất là lớn nếu các bạn chỉ bỏ lỡ 10 ngày thôi thì các bạn có biết là nếu như chúng ta nhìn trên màn hình nếu như các bạn nhìn vào 10 ngày mà có cái phần trăm lợi nhuận lớn nhất của chỉ số S&P 500 từ năm 2001 đến năm 2020 đó thì các bạn sẽ phải trả giá như thế nào hay là không nếu như mà các bạn đầu tư suốt khoảng thời gian từ 2001 đến 2020 đó thì các bạn sẽ có lợi nhuận trung bình là 7,5% nếu các bạn bỏ lỡ 10 ngày mà có cái sự tăng trưởng cao nhất của S&P 500 từ khoảng thời gian này để các bạn lợi nhuận chỉ còn có 3,4% mà thôi Các bạn bỏ lỡ 20 ngày mà có sự tăng trưởng cao nhất trong khoảng thời gian là gần 20 năm này các bạn chỉ có lợi nhuận trung bình là 0.1% mà thôi Các bạn bỏ lỡ 30 ngày mà có sự tăng trưởng nhiều nhất trong khoảng thời gian gần 20 năm này đó thì các bạn sẽ là âm 1.5 và các bạn bỏ lỡ 40 ngày thì sẽ âm 3,4% cho nên các bạn chỉ cần là tính toán sai một chút thôi thì có thể là bỏ lỡ rất nhiều những cái lợi nhuận và thậm chí là có thể dẫn đến lỗ. Cho nên đầu tư dài hạn tổng thời gian cho một người bình thường thì sẽ có khả năng cho các bạn khả năng lợi nhuận cao hơn. Và đương nhiên cái tài liệu này nó cũng tương tự như vậy. Các bạn có thể thấy được là một người đầu tư 15 năm liên tục đó thì khả năng 10.000 đô sẽ trở thành 45.000 đô từ năm 2006 đến năm 2021. Nếu các bạn bỏ lỡ 10 ngày tốt nhất thì các bạn chỉ còn có 20.000 đô mà thôi Nếu như các bạn bỏ lỡ 20 ngày tốt nhất thì bạn chỉ còn có 12.000 đô mà thôi 30 ngày tốt nhất cho bạn bỏ lỡ thì còn có 8.000 đô và nếu các bạn bỏ lỡ 40 ngày tốt nhất đó, thì chỉ còn có 5.700 đô mà thôi như là các bạn sẽ bị lỗ khi mà các bạn bỏ lỡ hơn 30 ngày mà có cái sự tăng trưởng tốt nhất. Và đây là một biểu đồ đó cho các bạn thấy được là trong vòng bao nhiêu năm qua nó có biết bao nhiêu là sự kiện và bất cứ một cái thời điểm nào sự kiện này cũng là sự kiện lớn nhất giống như là sự kiện thứ hai đen hay là chiến tranh năm 1990 hay là chúng ta nói tới là cái sự sụp đổ của năm 2008, à, chúng ta nói tới uh, dịch bệnh, chúng ta nói tới là chiến tranh thương mại, bất cứ một thời điểm nào đó đây cũng là cái sự kiện lớn nhất và dẫn đến nhiều người đã lo sợ và họ bán tháo cổ phiếu của mình và họ rời khỏi một thời gian dài và không trở lại khiến cho họ bỏ lại rất nhiều những cái cơ hội lợi nhuận trong khi mà các bạn thấy được là nếu chúng bạn cứ tiếp tục đầu tư thì khả năng sẽ ra sao khả năng là các bạn tăng trưởng theo thời gian và tương tự như vậy trong dòng bao nhiêu năm qua các bạn nhìn thấy trên màn hình nó biết bao nhiêu là sự kiện trên thị trường crypto này chúng ta có sự kiện tách rời bitcoin bitcoin cash à, chúng ta có sự kiện cái chính phủ có thể lần lượt cấm Bitcoin Chúng ta có sự kiện là Trung Quốc cấm những sàn hoạt động Rất nhiều sự kiện trải qua bao nhiêu thời gian qua Nếu như mà các bạn lo sợ và các bạn bán rồi khỏi thị trường này mà không trở lại đó Thì các bạn sẽ bỏ lại rất nhiều cơ hội trong thị trường này Và đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Các bạn có comment gì, comment bên dưới cái video này Và một lần nữa Cảm ơn các bạn đã dành thời gian mà xem video ngày hôm nay. Nếu mà nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuận khác đồ, đó có thể bấm vào cái link bên dưới cái video này. Chúc các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a